Chào các bạn, hôm nay bé Bự trở vào bếp để share với các bạn một cái món ăn trong thời gian cách ly này nha. Mình ăn một món thôi đơn giản ha, đó là món gà rau muống. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Thì bữa nay bé Bự dùng cái này là hơn nửa phao gà, ức gà đó, rồi xong rồi á, một cái miếng ức gà bự rồi mình cắt ra làm ba slice theo cái bề, nguyên cái bề miếng vậy, rồi mình xả lại sợi như vậy đó. Thì bé Bự có cái này ha. Rồi á, mình nấu cà ri á, cái này cũng đại khái gần giống như mình nấu cà ri, nhưng mà mình nấu rồi để mình um với rau muống. Thì bé Bự cho cái này là một muỗng cà phê bột nêm. Dạ, bé Bự thích nấu ăn với bột nêm này lắm. Bột nêm này là của Nhật, nhưng mà mình nấu như vậy thì nó rất là dễ cho mình. Rồi mình cho chừng nửa muỗng cà phê đường ha, với lại một muỗng cà phê nước mắm đó, cho vô đây. Rồi xong rồi á, mình sẽ dùng cà ri á, các bạn, bé Bự share với các bạn nha, cái hiệu này rất là ngon. Bé Bự không có quảng cáo cho cái hãng này đâu, nhưng mà điều bé Bự ăn cái nào mà bé Bự thấy ngon á thì bé Bự share với các bạn ha. Đây là cái hiệu cà ri này là của Thái Lan. Của Singapore. Mình cho là một mò nửa phao đó, mình cho là một muỗng ha. Rồi mình cho một muỗng cà ri. Rồi xong rồi á, mình cho là nửa muỗng cà phê bột tỏi, với mình cho cái paprika là ớt màu đó các bạn, để mình cho nó lên cái màu cho nó đẹp một chút, thì mình cho nó chừng 1/4 đó. Xong rồi á, mình sẽ trộn cái này lại, rồi mình qua bên bếp, rồi mình sẽ xào, mình sẽ thì á, nếu như á mà mình nấu chè nấu đồ á thì mình sẽ dùng là nước dừa sa vôi, còn cái này á thì mình dùng nước dừa chao cô. Mình nấu ăn, nấu cà ri mình nấu nước dừa chao cô là cũng được rồi, với mình xài tỏi nè, với lại sriracha sa tế. Sa tế, các bạn biết không, nấu ăn thường mình bé Bự cho thêm một chút xíu nghệ này là nghệ bột mà bé Bự mua nghệ tươi rồi về bé Bự làm đó. Mình cho nó vô một chút khi mình ăn cà ri hay gì, mình cho nó vô một chút để mà cho nó cũng là một cái vị thuốc nữa nha các bạn. Ăn nghệ rất là tốt. Đó. Rồi, vậy là xong. Rồi bây giờ mình đi qua bên bếp mình xào thôi ha. Rồi bây giờ bé Bự sẽ đem cái này qua bên kia trước. Rồi. Mình sẽ cho dầu. Cái này là dầu nho. Bé Bự ăn đủ thứ loại dầu hết à. Cái dầu nho ăn cũng tốt lắm nha các bạn. Mình cho chừng 2 muỗng canh. Rồi xong rồi á, mình sẽ cho tỏi vô, cho chừng 1 muỗng canh tỏi. Nếu mình tỏi á, thì vô thưởng vô phạt, muối thì mình bỏ nhiều thì nó mặn, chứ tỏi thì bỏ nhiều thì nó cũng tốt thôi, chứ nó không có gì nha các bạn. Xong rồi mình cho thịt vô mình xào. Đó. Các bạn cũng có thể cái này nha, các bạn cũng có thể mình cũng có thể cá nha các bạn. Mình cũng ướp cá kiểu vậy nè. Rồi xong rồi á, mình cũng xào.
mình xào cho cái thịt nó chín đi. Món này thấy vậy chứ mà dễ ăn lắm nha các bạn. Đó, xong rồi mình đậy nắp lại. Nếu mà mình muốn ăn cay á thì mình sẽ cho vô á là một muỗng muỗng cà phê. Muỗng cà phê sa tế. Đó. Ức gà các bạn biết không, nhiều khi á, nói gì chứ Việt Nam mình á thích ăn cánh cổ rồi đùi rồi á, cái thịt ức gà thì hô ăn ngán, nhưng mà theo bé Bự á thấy Mỹ á, nó ăn toàn là ức gà không à. Nếu mà ức gà mình đừng có làm cho nó chín quá, đừng có làm cho nó overcook á thì nó sẽ rất là ngon. Rồi á thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô, mình cho nước cốt dừa vô á, mình chỉ cho chừng khoảng 1/3 lon thôi. Dạ. Yeah. Đó. Đó, các bạn thấy không? Trong thời gian hồi nãy mình đậy nắp là mình thấy nó cũng đã chín được hơn phân nửa rồi. Rồi bây giờ á mình đậy nắp lại xong rồi bác bự thêm cái rau qua. Rinh cái rau qua thì á mình sẽ bỏ rau lên. Bỏ rau lên nha. Đó. Mình bỏ rau lên vậy á, khi mà rau nó sẽ xuống á là không như là mình sẽ có cái thành phẩm là gà ôm rau muống. Rau á các bạn biết không, các bạn sẽ rửa trước và để cho nó thật là ráo nha. Tại vì á nếu như á mà mình không có để rửa trước hết, mình lặt xong rồi á thì mình phải ngâm nước muối. Mình ngâm nước muối rồi xong rồi mình để cho nó thật là ráo rồi mình rửa mình ngâm nước muối khoảng chừng 10 phút vậy đó. Rồi xong rồi mình rửa lại chừng 3 nước. Xong rồi mình để cho nó thật là ráo rồi mình hãy xào với cái này. Đó. Các bạn thấy không? Giờ rau muống nó cũng chín rồi nè. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Cái này á, thì nếu mà mình muốn cho ăn nước nhiều á thì mình cho thêm nước cho thêm chút nước cốt dừa nữa cũng được. Còn hay là mình muốn ăn đặc như vậy thì cũng được, để bé Bự cho chút xíu nữa thôi nha. Yeah. Đó. Xong rồi mình đậy nắp lại cái nữa là chín rồi đó. Rồi. Các bạn thấy nhanh không? Cái ức gà đó mình nấu ăn á, rất là nhanh, rất là lẹ. Chứ mình nấu mà có xương á, thì là mình phải nấu cho cái xương nó chín. Nếu mà mình muốn ăn cánh, ăn đồ thì mình chặt ra rồi xong rồi mình phải nấu như kiểu của bé Bự. Nhưng mà mình phải thêm nước để cho cái thịt nó chín. Rồi mình mới mình mới múc ra nha. Chứ còn... rồi mình mới đổ cái rau muống vô. Rồi bây giờ là xong rồi đó ha. Bây giờ là bé Bự tắt bếp. Rồi bây giờ là đem qua bên này. Bé
quên lấy cái này. Đó. Xong rồi bây giờ là mình múc ra. Mình múc ra dĩa. Đây. Đó. Các bạn thấy rau muống nó xanh không? Nó rất là xanh. Khi mà các bạn biết mà mình nấu ăn á, mà mình nấu rồi á, cái gì mà có vấn đề rau cải mà mình muốn cho nó xanh á, là mình phải múc ra khỏi cái chảo hay là khỏi cái son đó. Còn nếu như các bạn mà để trong đó thì một hồi á, cái để luôn trong này rồi chừng nào mình ăn á, thì mình mới múc ra, thì tới chừng đó nó sẽ làm cho cái rau của mình nó không có được đẹp nha các bạn. Nó mất cái màu rau đi. Đó. Rồi bây giờ bé Bự sửa nó lại. Đó. Rồi, vậy là mình xong cái món cái này là ức gà nha các bạn, ức gà rau muống. Rồi, bé Bự chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Và cũng không quên chúc các bạn được bình an ha. Bé Bự chào.